Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú và chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay là phiên của ngày 14 tháng 5 năm 2024, thì cây lan rừng Phú Thái của em tiếp tục về lại một số loại phong lan với những cái nhà nha. Đó, vẫn mọi khi cũng có rất là nhiều loại mặt hàng cả nhà, đặc biệt hôm nay em về kiếm có mấy dòng kiếm rất là đẹp cả nhà. Kiếm đỏ nha cả nhà nha, chủng kiếm đỏ nha. À, bán em có bảo hành cho cả nhà một mặt hoa lô lát nữa, có em sẽ đưa mặt hoa cả nhà xem. À, chủng giống kiếm đỏ nha cả nhà. À, rồi quang kiếm cả nhà, một trong những dòng kiếm nói hoa rất là đẹp cả nhà. Quang kiếm lá biên nha, lá biên hết như thế này cô chú anh chị mình hôm bữa không đặt rất là nhiều luôn, hôm nay chỉ có hai hình thôi. À, chỉ có hai hình thôi nha cả nhà, quang kiếm biên rồi địa lan kiếm hồng này. À, kiếm hồng rồi em có cái hoàng thảo đại minh cả nhà, hôm nay về có một chậu hoàng thảo đại minh. Dòng này mới hoa cực kỳ đẹp và sai hoa. À, có cuối tháng 8 này, có kiều việt này, kiều mở gà này, à, kiều vuông này, à, có huyết nhung cả nhà, có hạt vĩ này, à, có giá hạt pháp và cáo cả nhà. Cáo này lên mấy chậu cáo rất là đẹp luôn. Rồi với tím này, à, rồi bạch nhạn này, à, rồi hoàng hậu xanh cả nhà, hoàng hậu xanh này lên mấy chậu to đẹp cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Rồi giá hạt các loại cả nhà, rồi cát, cát. Rồi trầm các loại cả nha. À, rồi hạt ấn đỏ này, thiên nga cả nhà. À, rồi giá hạt lập bắc cả nha, một giá hạt hoa rất đẹp luôn. À, các này các hoa cực kỳ đẹp luôn nha, các đại hoa to đẹp cả nha. À, các nha đang nụ nha. Rồi đi lăng lung này, à, hài này, vanda này và có quế đỏ nha cả nhà, hôm nay có một hình quế đỏ này. Có năm cánh trắng HO cả nha. Thì bên em thì bán thì chưa bao gồm phí vận chuyển nha cả nhà nha. Phí vận chuyển thì cả nhà mình mua một đơn hàng hoặc 2-3 đơn thì cộng cho em thêm 30.000 tiền ship nha cả nhà nha. Tiền ship là 30.000. Đó. Rồi. Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết và báo giá từng loại luôn cả nha. Thì đầu tiên là vô cái phần thuốc bên em cả nhà. Thuốc nấm thì mùa này cũng đã bắt đầu lác đác mưa cả nhà. Mua về mình xịt thối nhũng hoặc là trị nấm rồi cả nhà. 20.000 một chai nha. Kích rễ, siêu kích rễ cũng 20.000 một chai nha cả nhà nha. Đó. Cây xanh thì em bán giá là 50.000 một chai như thế này, 50.000 một lọ nha. Cây đỏ thì 55 nha cả nhà nha. Cây đỏ thì 55. À, B1 Thái thì 35 nha cả nhà nha. Đó, B1 Thái thì 35. 30-10-10 thì cũng 35 nha cả nhà này. Đó, 30-10-10 thì cũng 35 phân bốn lá nha cả nhà nha. 20 đều thì cũng 35 nha cả nhà nha. Đó, xịt cho hoa lan rất là tốt luôn cả nhà. Và những cái dòng thuốc này, phân thuốc này rất là hữu dụng luôn. À, đa số của chú anh chị mình dùng những cái loại này. À, 6-30-30 thì cũng là 35.000 nha cả nhà nha. À, Hồng Nguyễn thì 30.000, 30.000 một lọ. Hồng Nguyễn thì 30.000 một lọ nha cả nhà nha. Và keo liền sẹo này. À, keo liền sẹo thì 55.000. 55.000 một chai như thế này cả nhà, một lọ như thế này. Keo liền sẹo nha, liền sẹo Mỹ nha cả nhà nha. 55.000 một lọ nha cả nhà nha. Đó, cả nhà mình mua lan thì mua văn thuốc theo kèm theo. Bây giờ mình phun cho hoa lan nha, giới thiệu lại nha. Nấm 20.000 này, kích rễ 20.000 này. Đó, 20 đều, phân bón lá 20 đều là 35.000 này. Đó, 30-10-10 thì cũng 35.000 này. Đó, 6-30-30 cũng 35.000. B1 cũng 35.000. Cây đỏ thì 55. Cây xanh thì 50 nha cả nhà nha. Đó, Hồng Nguyễn thì 30 và keo liền sẹo thì 55.000 cả nhà. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ đi vào phần lan cả nhà. À, lan thì hôm nay hình số 1 là có hài cả nhà này. Đây là hài đuôi cong nha cả nhà nha. Hài đuôi cong 70.000 cho một phần hài đuôi cong. Dòng hài này hoa cực kỳ là đẹp không. À, bao chúng hài đuôi cong cho cả nhà nha. Một về to này, một về hài đuôi cong to này và thêm đây một về nữa này. À, hai về này giá 70.000 nha cả nhà nha. Hài đuôi cong nha, xem hoa của hài đuôi cong cả nhà này. À, dòng này thì hoa cực kỳ là đẹp rồi. Hoa to đẹp. Rồi đem lấy mặt hoa cả nhà mình xem hài đuôi cong nha. À, hài. Đây là hai đuôi cong cả nhà, hoa đẹp cực kỳ nha. Đó, hai đuôi cong hình số 1 70.000. Hình số 1 70.000 thì em có hình số 1 có mấy phần, hai phần mà. Đó. Phần này có một về này cả nhà này, một về này, một về này. Đó, và đây thì một về nữa này. Về này. Hai về này cũng 70.000 nha cả nhà nha. Về cả nhà mình có thể tách ra trồng. 70.000 một phần hai đuôi cong, hình số 1 nha. Và mỗi phần là 70.000, số 1, số 2 cũng 70.000 cả nhà. Đây số 2 này. À, 70.000. Rồi tiếp theo là van số 3 là đĩa lăng lung đó nha. Lung thì trong này có lung vàng và lung tím đó nha. 70.000 cho một phần đĩa lăng lung này. À, nói chung là hàng đang lên nụ nữa cả nhà này. Đang nụ này. À, có nụ có mầm nha. Lên lung tím, lung vàng lộn đây cả nhà. Hôm nay thì củ nó cũng nhỏ nhỏ em bán rất là nhiều luôn cả nhà. Một phần nó tầm có 10 củ trên 10 củ đó cả nhà. À, rất là nhiều. Và em sẽ lựa cho cả nhà mình có nụ hết nha. À, những cái mầm nụ cả nhà này. À, những mầm nụ này.
Đây là đi lăng lung nha cả nhà nha. Lung vàng và tím cả nhà, xem có mặt ho của hai luôn. Đây là lung tím nha cả nhà này. Lung tím họ rất là tím luôn. Đây là lung vàng này. Lung vàng. Ho màu vàng, ho to đặc biệt, dòng ho lung vàng ho cực kỳ to, đẹp nhất trong các dòng lung cả nha. 70.000 một phần, đi lăng lung nha, em có hai phần nha. Mỗi phần là 70.000, nói chung là đang lên nụ hết nha. Nay ra nụ em bảo đảm cho cả nhà về sẽ được ngắm hoa những cái mầm này, mầm nụ đó cả nhà. Có mầm nụ hết nha, 70.000 một phần nha. Rồi tiếp theo hình số 4 có một phần thanh lý Vanda tím cả nhà này. Còn đúng một hình duy nhất luôn á. Hôm nay thì một đống này giá 100.000 cây nó được đẹp, cây 6 thanh lý nha. Em nói cây 6 thanh lý bán giá cây này còn đẹp này. Đó. 2 này. 3 này, đó, nó bị ấy lá này cả nhà. 4 này nó bị lỗi lá này. Đó, 5 này, đó nó cũng bị lỗi mấy cái lá em cắt thôi. 6 này, đó, 6 cây này giá 100.000 thôi cả nhà. 100.000 một phần duy nhất, về cô chú anh chị mình thả hồn ghép luôn nha, thanh lý nha. Vanda tím nha cả nhà nha. Đó, xem hoa cả nhà. Hoa của dòng Vanda tím này, hoa rất là đẹp luôn cả nhà, xanh tím nha. Rồi tiếp theo hình số 5 lên có một phần duy nhất quế đỏ nha cả nhà nha. Quế đỏ 100.000 cho hình số 5 này. Cô chú chị mình đi lên những cái trang mạng mua những cây quế đỏ bé như thế này, họ bán tới vài chục nghìn một cây là bình thường nữa cả nhà. Nó vài chục nghìn một cây bình thường. Cây quế đỏ thì nó nhỏ lắm nha cả nhà. Em nói nó nhỏ lắm, nó bé nhỏ như thế này. Cây này cây hàng gì về cả nhà làm giống thôi. 2 cây này. 3 cây này. 4 cây này và đây có một về ba ngọn cả nhà. Một về ba ngọn cả nhà, một cái ngọn họ nó sai chi chít luôn nha. Cây nó rất là bé nha cả nhà nha. Em nói dòng này cây bé lắm. Cả nhà mình cân nhắc trước khi mua nha. Cây nó rất là bé luôn. Quế đỏ nha. Hình số 5 là 100.000. Xem hoa quế đỏ cả nhà. À, xem hoa quế đỏ đây là. Cho cả nhà mình xem hoa quế đỏ nha. À, dòng này hoa màu đỏ rực rỡ luôn cả nhà. Đỏ rực rỡ luôn. À, em lấy cái mặt hoa cả nhà xem đây cả nhà. À, cây nó nở từ rừng cả nhà. À, hàng này hàng rừng nha cả nhà, hàng rừng khai thác chứ không phải hàng ấy đâu. Đó, một đống như thế này. 100.000 nha, cây nhỏ bé lắm cả nhà. 100.000 quế đỏ nha. Đó, quế đỏ. Rồi tiếp theo là hình số 6 thì em lên phi điệp 5 cánh trắng HO. À, chậu này thì được một cái thân hoa nụ chi chít luôn cả nhà, nụ quá trời nụ luôn, một mầm gốc này. 90.000 nha. Thân cao thì tầm cỡ gần 50 cm, 50 cm đó cả nhà. Thân 50 cm, nụ thì bao la bát ngát luôn. 90.000 cho cái chậu 5 cánh trắng HO nha. Hình số 6 này. À, chuẩn là 5 cánh trắng HO nha cả nhà nha. Hình số 7 có một chậu 5 cánh trắng HO. Chậu này 70.000 thôi cả nhà. Chậu này thì cũng một thân và một mầm gốc đang lên. Và hiện tại đang có mấy cây thân và được nụ cả nhà. Chậu này thì nó ít nụ hơn, em bán cho cả nhà rẻ 70.000 thôi. Này làm giống nha. À, chuẩn 5 cánh trắng HO nha cả nhà nha. À, 70.000. Chậu này thì nó cũng cao tầm cỡ gần 50 cm rồi cả nhà. 70.000 nha, hình số 7. Hình số 8 thì lên thiên nga đen cả nhà nè. Thiên nga đen thì dòng này chuẩn thiên nga đen nha, bán có bảo hành cho cả nhà mình chuẩn thiên nga đen. Còn những cái dòng thiên nga màu kia thì nó rẻ hơn rất là nhiều cả nhà. Đó, đây là thiên nga đen nha. Đó, hoa như thế này, đen tiêu. Và chậu hôm nay thì hai củ và hai mầm luôn cả nhà. Hôm trước em bán một củ một mầm thôi, 101 nha cả nhà nha. Nói chung thì cũng có chậu nó lọt cho hai củ đó. Hai mầm thì em cũng bán giá là cao hơn tí cả nhà, 130.000. 130.000 cho hai củ hai mầm lên rất là khỏe nữa cả nhà. À, ngày mai về lại hàng một củ một mầm thì vẫn giá 101 một chậu nha. Hôm nay thì giá hai củ hai mầm giá 130 và bán bao chuẩn cho cả nhà thiên nga đen nha. Hình số 9 cũng vậy cả nhà, cũng 130 luôn. Cũng là hai củ hai mầm rồi cả nhà, hai củ hai mầm thiên nga đen nha. À, chuẩn giống là thiên nga đen thì hôm nay có hai chậu hai củ hai mầm thôi, giá 130.000 một chậu nha. À, thằng lên rất là khỏe đẹp luôn. Rồi tiếp theo là hình số 10, 130.000 một chậu hạt đỉnh đỏ nha cả nhà nha. À, hạt đỉnh đỏ một chậu như thế này. Hạt đỉnh đỏ dòng này cho hoa dịp Tết cả nhà, hoa rất là đẹp luôn. 130.000 một chậu vẫn như mọi khi nha. À, những cái mầm tơ lên đây từ đây Tết trưởng thành cả nhà, cho hoa, xem hoa của hạt đỉnh đỏ này cả nhà này. À, dòng này thì hoa rất là đẹp luôn. Nói chung là nói nó đỏ chứ thực chất nó cũng màu tím tím hồng hồng cả nhà. À, nó quay cái chậu này, cái chậu này nở này, hôm trước nó nở đâu rồi, em lấy cái mặt hoa cả nhà mình xem nha. À, hạt đỉnh nha cả nhà nha. Rồi lại đâu nữa rồi, đây là cả nhà, đây 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 đâu đây. Đó, hoa nó đây nha cả nhà nha, chủng cây chủng giống chủng màu sắc nha cả nhà nha, bán là có bảo hành cả nhà mình yên tâm. Đó, mặt hoa nó như thế này.
nói chung là nó màu hồng hồng tím tím chứ không phải đỏ, nói đỏ. 130.000 một chậu như thế này, rất là nhiều mầm tơ lên cả nha. Đây này, chi chít mầm tơ luôn. Nói chung trong quá trình em vận chuyển có thể gãy một hai cái mầm tơ, nó không có đáng kể cả nha. Nó sẽ nảy lại cả nhà, những cái củ này nó nuôi nhưng được rất là nhiều mầm tơ luôn á, nó sẽ nảy lên rất là nhiều đây. Hiện tại nảy chi chít luôn này, 130.000 một chậu nha. Rồi tiếp theo là em qua cái phi điệp lọc bắc nha cả nhà nha. Phi điệp lọc bắc một chậu này, hai thân và ba cái mầm gốc cả nha, rất là đẹp luôn. Phi điệp lọc bắc đó, rừng lọc bắc đó, 70.000 một chậu nha. Hiện tại thì nó cũng đâu có một hai cái nụ cả nha, cái chậu này cái nụ rồi, nó đang lên nụ cả nha, đang lên nụ, những cái thân này đang lên nụ. Hoa này hoa tự nhiên không kích nha cả nhà nha, hoa tự nhiên, nói chung là một hai cái nụ. Chủ yếu là cái nhà mình là giống này lọc bắc nha, 70.000 một chậu, em bán đồng giá nha. Cứ một chậu là hai thân ba mầm gốc, rất là khỏe luôn nha. Ba cái mầm gốc rất là khỏe, nói chung có một hai cái nụ đó nhiều, cái nhà mình ngắm hoa thôi, một hai cái nụ nha. Đó, cái nụ đó cả nhà, lọc bắc nha, 70.000 một chậu. Chậu này cũng đầy cả nha, cũng ba mầm gốc, cũng 70.000 một chậu này. 70.000 một chậu, cũng sẽ có nụ cho cả nhà, một hai cái nụ đây. Ở những cái thân này bắt đầu lún nụ rồi, cũng 70.000 một chậu nha, lọc bắc nha cả nhà nha. Rồi tiếp theo là quan chậu cát cả nhà, hình số 12 là một chậu cát, 130.000 một chậu cát này. To đẹp không, chậu cát nhiều thân to, đang hai cái nụ này cả nhà, hai cái nụ trà bá luôn. Hai cái nụ này, hoa này cả, hoa mặt hoa nó đây nha cả nhà nha, cát này hoa đây cả nhà, hoa to đẹp cực kỳ cả nhà. Thì bán hình số 12 130 này, hình số 13 cũng 130, cũng đang có một cái nụ to. Ở đây đang lên một cái mèo nữa cả nhà, đang lên một cái mèo nữa đó, 130.000 một chậu, chậu to như thế này, 130.000 nha, hình số 12 cát. Rồi tiếp theo hình số 13 lên hoàng hậu xanh cả nha, hoàng hậu xanh chậu là to luôn nha cả nhà nha, chậu là to này, qua trời qua đất luôn, thân cũ rất là to khỏe là cây này. Ở cái này thì cái khói đen cả nhà, về thấm nước lao chứ không có vấn đề đâu, thấm nước lao nó ra chứ không phải nó bị gì đâu cả nhà. Cái khói đen á, cây nó tốt quá, lên khói đen cả nhà, về thấm nước lao là hết đó. Đang nụ này, chậu này 150.000 nha, hoàng hậu xanh nha, không đứng xa đâu, quay cái chậu nó to lắm đó nha. Chậu to cực kỳ, 150. Tiếp theo là hình số 15, 150 luôn, cũng một chậu hoàng hậu xanh này, nụ được cả nhà này. Chậu này chi chít thân luôn, qua trời đất thân luôn, thân nó nhỏ hơn tí mình nhiều thân. Cho nhà nhìn cái chậu này, qua trời đất thân luôn. Chậu hoàng hậu này giá còn 150 cả nhà, rất là rẻ luôn. Đang nụ nha, 150 hình số 15. 16 thì cũng một chậu hoàng hậu xanh, chậu này thì 160 nha, chậu này thì 160 nha. Trời, cái chậu này cái thân cũ nó phi phàm, coi cả nhà, coi cái chậu này dễ tắt lắm, hai lưu được rồi cả nhà này, tắt cái đây nè, bên đây này, và bên đây này cũ cả nhà, khiếp chưa, nó nụ đó cả nhà, đang nụ cũ nó rất là to luôn nha, cũ phi phàm lắm cả nhà, nhìn to kinh khủng khiếp luôn. Chậu này nặng lắm, chậu này nặng cực kỳ luôn, đóng vô cái thùng để truyền chip ăn hết. Đang có một cái nụ nha, và những cái thân này về chuẩn bị lên nụ cả nhà, 160 nha, 160 cả nhà, quay xa cả nhà xem này, một chậu hồng hồng to đẹp như thế này. Tiếp theo hình số 17 có 160 luôn, cũng một chậu hồng hậu luôn cả nhà, coi này hai bên luôn, về tắt tới đây trồng hai chậu nha, và bên này gần cái vòi hoa đang lên cao rồi cả nhà này. Hai bên nha, tắt hai bên được cả nhà, bằng tơ lên nè, chậu ta là luôn cả nhà này. Về tắt 52 đi, cái dít chậu tắt 52 cho em, vô hai chậu cũng 160 luôn, hình số 17 nha, hoàng hậu xanh 160.000, to chưa. Rồi tiếp theo là hình số 18, con chậu đen rô sung cả nha, đen rô sung thì hoa đẹp cực kỳ rồi, đen rô sung hoa tím nha cả nhà nha, 80.000 chậu đen rô sung này, đẹp chưa, thân mập đẹp. Rồi tiếp theo hình số 19 em lên chấp Mỹ cả nha, chấp Mỹ xem hoa chấp Mỹ cả nha. Dòng này thì cô chú chị mình rất là ưu chuộng luôn, ngày xưa giá trị nó rất là cao cả nha, hoa nó đẹp như thế này mà cả nha, hoa đẹp và thơm nha, chúng bao chúng chấp Mỹ cho cả nhà nha, bán làm bao chúng cho cả nhà, chứ không phải là hàng cây tàu lao đồng gửi, nó nói chấp Mỹ được cả nha, chúng ngay cây chúng giống nha, dòng này cho hoa vào dịp Tết á, chậu này ba thân này 90.000 nha, thân cao rồi cả nhà, thân cao thân mập rồi, thân cao thân mập 90.000, chậu này cũng 90.000 luôn nha, chậu này hai thân cao này và một là thân đang ngắn nha. Hai thân cao cao hơn 40 cm đâu, thân thủ thì mập đẹp cả nhà, đó chuẩn là chấp Mỹ nha, 90.000 một chậu nha cả nhà nha, em lên hai chậu chấp Mỹ. Tiếp theo là qua cái trầm đồng đỏ cả nhà này, trầm đồng đỏ vẫn 90.000 một chậu này, một chậu trầm đồng đỏ đẹp, nhiều thân, thân mập u nào cũng nặng luôn, cây cực kỳ khỏe luôn,
trầm rồng đỏ nó lên tầm thì hoa thơm rồi, 90.000 một chậu, hình số 20 này. Đó, mỗi chậu như thế này giá 90.000 cả nhà, rồng đỏ nha, chiều cao của cây là tầm trên 20 cm hết rồi cả nhà nha, trên 20 cm hết rồi, 90.000 một chậu trầm rồng đỏ nha cả nhà nha, xem hoa trầm rồng đỏ cả nhà, coi cái hoa thì cho cả nhà mình xem, rồng đỏ nha, đây này hoa trầm rồng đỏ, hoa nó rất là đẹp cả nha, hoa cánh bầu đẹp cực kỳ, hoa kiếm rất là đẹp luôn, đặc biệt cực kỳ thơm nha, rất là sai hoa cả nha, 90.000 một chậu rồng đỏ này. Tiếp theo là cái chơi là chậu giá hạt hồng châu như nha, một chậu hồng châu như như thế này, nhiều thân đẹp, thân cao tầm 450 cm rồi có nha, thân cao tầm 450 cm rồi, tầm 450 cm rồi, một chậu nhiều thân cũng giá cũng chỉ 90.000 thôi, một chậu hồng châu như này, đẹp không, thân cao nhiều thân, một chậu xum xê như thế này giá chỉ 90.000 thôi có nha, hồng châu như nha, chiều cao nó tầm có 40 cm trở lên hết rồi, hai chậu nha, mỗi chậu là 90.000 hồng châu như. Tiếp theo là qua cái phi điệp năm cánh trắng hồng hồng ở nhà này, năm cánh trắng hồng hồng, một chậu đẹp như thế này, toàn bộ hàng thân tơ hết, những cái thân này cho hoa dịp Tết hết, 90.000 một chậu nha, cũng 90.000 một chậu, đẹp không, hồng hồng này, cây cao hơn 20 cm này nha cả nhà, cây cao hơn 20 cm này, những cái chậu này về cả nhà mình vô cái chậu gỗ những kiếm những cái thanh que cho nó đứng lên, sau này lên những cái tác phẩm thẳng đứng rất là đẹp luôn nha, hình số 22, 90.000 một chậu nha, năm cánh trắng hồng hồng nha cả nhà nha, xem hoa của năm cánh trắng hồng hồng, hoa trắng tinh khôi, hồng hồng và mũi hồng rất là đẹp luôn, đặc biệt rất là thơm nha, 90.000 một chậu. Tiếp theo là hình số 23, đùi gà diệt, 100.000 một chậu nha, một chậu đùi gà diệt này, đẹp không, thân này, thân tơ lên xanh mướt mồng bược luôn, nhiều thân, những cái thân này thân chuẩn bị cho làm hoa chơi được luôn cả nhà nha, toàn bộ hàng thân tơ thân chưa hoa đó nha, 100.000 một chậu nha, đùi gà diệt nha, đồng giá là 100.000 một chậu, em lên hai chậu này, đẹp không, thằng tơ xanh mướt mồng mượt luôn, 100.000 một chậu nha, đùi gà diệt nha, 100.000 một chậu, hoa thì rất là đẹp rồi, hoa đùi gà diệt thì rất là đẹp rồi nha, hoa màu tím rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo là hình số 24 lên cái đùi gà trắng hồng tím rồi cả nhà, đây là đùi gà trắng hồng tím nha, hoa cực kỳ thơm, hoa thơm mùi quế, giá 150.000 một chậu, hình số 24 này. Đó, đùi gà trắng hồng tím nha, hoa đây cả nhà này, dòng này thì hoa đây, cho cả nhà mình xem hoa gà trắng hồng tím nha, hoa thơm lắm cả nhà, dòng này hoa thơm lắm, hôm trước là nở rồi, thơm cực kỳ, gà trắng hồng tím nha cả nhà nha, năm cánh trắng tinh khôi và hồng nó màu tím tím, đó, màu tím tím rất là đẹp luôn cả nhà, 150.000 một chậu, hoa cực kỳ thơm, dòng này nữa hoa rất thơm, 25 cũng 150.000 một chậu, đây cũng một chậu gà trắng hồng tím này. Ở hôm trước bán tuần 106, 107, 108 không có nha, hôm nay nó qua mùa hoa là nói chung mấy cái dòng này về cả nhà, úp cái này nước nụ rồi có nha này, nước nụ rồi đó, rồi 150. Tiếp theo là qua cái chậu hình số 26, chậu này là chậu trầm trắng nha cả nhà, trầm trắng thân đã, thân cao tầm có 30 cm rồi nha, thân cao tầm 30 cm, rất là nhiều thân, 90.000 một chậu, hình số 26 này, 90.000 một chậu trầm trắng nha, dòng này thì hoa trắng tinh khôi, hoa cực kỳ thơm, nó lên trầm này, hoa rất là thơm rồi cả nha, coi có mặt hoa cho cả nhà mình xem, nói chung là hoa nó hoa trắng cả nhà, trắng và thơm cực kỳ, trầm trắng nha, 90.000 chậu số 26 này, đẹp không, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo 27 là một chậu trầm cửu long cả nhà này, trời, cái chậu trầm cửu long này đẹp, rất là đẹp luôn, 100.000 nhiều thân cực kỳ, quá trời quá đất, thân xâm xê đẹp chưa, chỉ có 100.000 thôi, trầm cửu long nha cả nhà nha, trầm cửu long này, đẹp không, rất đẹp như thế này, cực kỳ đẹp luôn, giá 100.000 nha, chậu này 100.000 này. Rồi tiếp theo là một chậu Hawaii trắng đó nha, Hawaii trắng, chậu Hawaii 70.000 nha, 70.000 một chậu Hawaii xâm xê thân xanh mướt mượt mượt như thế này, đẹp chưa, 70.000 thôi, hình số 28 nha, 70.000 Hawaii nha, 29 có một cái combo hai loại đó nha, hai loại này bán thanh lý luôn, 80.000 nha, một chậu là hoa hồng đỏ cả nhà, một chậu giá hạt hoa hồng đỏ, hôm trước bán còn 70-80.000 chậu không á, nói chung hôm nay chậu nó được đẹp, một chậu năm cánh trắng hồng tím nha, hai thân này, năm cánh trắng hồng tím, combo hai chậu này giá 80.000 thôi nha, cô chú chị về chơi nha, hai thân hồng tím này, màu chậu hoa hồng đỏ cả nha,
năm cánh trắng hồng tím và hoa hồng đỏ, xem mặt hoa của hoa hồng đỏ này, hoa hồng đỏ thì hoa rất là đẹp rồi, đây là hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ nha, và đây là năm cánh trắng hồng tím nữa nha, xem hoa của năm cánh trắng hồng tím, hoa rất là đẹp luôn, năm cánh trắng mình coi hồng tím nha cả nhà. Combo hai chậu này giá 8.000 thôi, bán xả thanh lý. Tiếp theo là hình số 30, một chậu bạch nhãn nha, bạch nhãn thì hôm nay cũng xả rẻ cả nhà mình luôn. Bạch nhãn thì hoa trắng, hoa thơm, chậu 3 cây nha, bình thường bán 100.000 chậu không cả nha. Hôm nay giảm cho cả nhà 10.000 đi, bán cho nhanh khách hàng. 90.000 một chậu nha. Hôm trước bán 100.000 này 9.000, còn đúng hai chậu này. Xả cho cả nhà 90.000 một chậu nha. 90.000 một chậu bạch nhãn nha cả nhà nha. 90.000. Rồi tiếp theo là hình quế tím cả nhà, quế tím hôm nay cũng còn hai chậu này, cũng xả luôn, hôm trước cũng bán 100.000 nữa nha. 101 không, hôm nay xả 90.000 một chậu này. Chậu 3 cây đang nụ này. Ba cây quế tím xếp đẹp này, hoa đây cả nhà. Hoa đẹp và thơm mùi quế nha cả nhà. Hoa đẹp và thơm mùi quế, cực kỳ thơm mùi quế, nó hoa như một con chim nhạn cả nhà, nhìn thấy giống một chim không? Cái mũi đó. Cái mỏ nó cả nhà đẹp không? Như một con chim nhạn, hoa cực kỳ thơm. Thơm mùi quế nha cả nhà nha. Thì thơm lắm, thơm mùi quế, 90.000, hình số 31. Chậu này cũng 90.000 luôn, cũng đang nụ rồi cả nhà. Đang nụ nha, chậu này cũng đang nụ, 90.000 luôn, cũng 3 cây nha. 3 cây 90.000, chậu này nói chung hai chậu, còn hai chậu này. 90.000 một chậu, quế tím đang có nụ về ngắm hoa luôn. Tiếp theo là hoa giáng hương đi cáo cả nha. Một chậu cáo xếp 3 cây đẹp không? Quá trời rất đẹp luôn cả nhà, 3 cây cáo này, đẹp cực kỳ luôn. Ba cây cáo đẹp, cây to đẹp như cái nhà nha, cây to đẹp chứ không phải cây nhỏ đâu. 101 nha, hình số 32 là 101 này. 33 có một chậu cáo ba cây đẹp không? Ba cây cáo rất là đẹp như thế này, giá cũng 101 luôn cả nhà, 110.000 một chậu, hàng là thùng cây cực kỳ khỏe đẹp luôn. 33 101 luôn. 34 thì cũng một chậu cáo xếp 120, chậu là cây to đẹp bên nhà này, ba cây thẳng đẹp luôn. Cực kỳ đẹp như thế này, cáo như cả nhà nha, cây to đẹp rồi cả nhà, hàng rất là đẹp như thế này, giá 120.000 cho một chậu cáo như thế này, hình số 34 nha. 35 còn một bản giá hạt pháp cả nhà này, 90.000 nha, 90.000 còn bản duy nhất này, mầm tơ lên quá trầu đất không cả nhà, mầm tơ giá hạt pháp khỏe đẹp không, một cái bản gỗ có phân sẵn lắm, thùng nhựa cái bản gỗ này 90.000 nha, giá hạt pháp nha cả nhà nha, về chỉ việc treo lên thôi, về chỉ việc treo lên thôi, tưới nước. Tết cho hoa nha, hình số 35, 90.000 nha, giá hợp pháp nha cả nhà, dòng hồi nó ra hoa một khoát nó xài cực kỳ luôn, hoa cực kỳ thơm. Tiếp theo là cái bản hạt vĩ cái nha, 36 là hạt vĩ này, 101 cho cái bản hạt vĩ này, nói mầm tơ này, quá trời quá đất mầm tơ chi chít luôn, thân nào tao lấy uống nào uống lần luôn cả nha. Một bản hạt vĩ này chủ yếu bán mầm tơ cả nhà mình nha, bán mầm tơ thì đây Tết những cái thân này trưởng thành hả, là cho ho một phát nó là xả đều đẹp luôn. 101 nha, hình số 36 này, một bản hạt vĩ rất là đẹp luôn. 37 cũng 101 luôn cả nhà này, cũng một bản hạt vĩ này, nhà mình được bản gỗ rất là nặng luôn, có phân sẵn luôn. Lá mít cho cả nhà này, những cái thân là lá mít su rất là đẹp luôn cả nhà này. Mầm tơ này, nó nhiều mầm tơ lắm, cái bản là đẹp lắm cả nhà, cực kỳ đẹp luôn. Thân này, nói chung là giờ chỉ việc treo lên thôi. Nặng, cái bản này nặng cực kỳ luôn, mầm tơ chi chít luôn cả nhà. Quá trời bỏ đất mầm tơ luôn, 101 luôn nha, cục gỗ này nặng cực kỳ luôn, 101 nha, hình số 37 này. 38 này cũng 101 luôn, cũng một bản hạt vĩ luôn cả nhà, đẹp lắm, hạt vĩ mới đẹp chưa, mầm tơ lên chi chít mầm tơ luôn, đẹp chưa, mầm tơ lên rất là đẹp như thế này. Nhiều mầm tơ lắm các bạn, về chỉ bị kêu lên này, đẹp như thế này mà, giá 101 bản nha, hạt vĩ như cả nhà, 110.000 một bản, rất là đẹp luôn. Hình số 38. 39 là huyết nhung nha cả nhà, huyết nhung đỏ. Cái chậu này 150 nha cả nhà, huyết nhung đỏ, cái chậu huyết nhung đỏ của em nó nở kia vẫn còn rực rỡ luôn. Mà làm biến đem vô quá nó to nặng quá, sinh ra vô mệt. Nên vô quay mặt hoa cả nhà mình xem, nhưng mà chắc có nhiều của chú chị em xem mặt hoa rồi. Cái chậu nữa, huyết nhung nở trên 1 tháng, tầm có 2 tháng nó mới tàn cả nhà. Huyết nhung đỏ nha, chậu này 5 ngọn này. Cây ngắn thôi cả nha, cây nhỏ thôi, nhưng hàng đã thùng cây khỏe rồi nha cả nhà nha. Chứ không phải hàng mới ghép mấy đồ đâu, hàng thùng cây cực kỳ khỏe đâu. Chá nắng ha, chá ánh sáng. Chậu này 150, cây nhỏ nha cả nhà, cây tầm có 10 cm đổ lại thôi. Nhưng mà chậu này 1 ngọn, 2 ngọn, 3 ngọn, 4 ngọn, 5 ngọn, 150 nha. Nói chung là thùng được chậu huyết nhung như thế này nó cũng rất hao hụt cả nha. 40 thì có một chậu huyết nhung 3 cây này.
cũng 150 luôn, huyết nhung đỏ nha cả nhà nha. Đó, một chậu 3 ngọn nha. Hai ngọn này được 20 cm rồi. Ngọn này gần 30 cm rồi này. Đó, chậu này 3 ngọn, cây to hơn tí. 150 luôn. Nói chung là dòng này thùng là khó khăn lắm cả nha. 150 nha, hình số 40. 41 thì huyết nhung cả nha, 40. 41 thì kiều vuông, đem lấy cái mặt hoa huyết nhung. Quên đem cái chậu cái vô rồi. Hoa nó đỏ rực rỡ như thế này cả nha. Hoa nó đã rực rỡ như thế này đó. Còn đây kiều vuông là bắt cả nha, chậu này bán thanh lý cả nhà giá 101 này đó, 110.000 lá nó được đẹp nha, hay mấy trước lá nó cũng được đẹp thì bán xả thanh lý giá lỗ vốn 101, cho bình thường bán 160.000 một chậu không có nha. Đây này, một chậu kiều vuông như thế này đó, đang lên mầm gốc mầm tơ này, do cái chậu này lá được đẹp em bán thanh lý cho cả nhà giá 101 cho cái chậu kiều vuông đẹp như thế này, bán giá 101 kiều vuông là bắt nha. Tiếp theo là hình số 42 là kiều mở gà. Kiều mở gà, xem hoa kiều mở gà, dòng này hoa mà mở gà rất là đẹp luôn cả nhà nha. Đây này. Hoa kiều mở gà đây cả nhà. Đâu đâu. Kiều mở gà. Ui. Lại bỏ đâu nữa rồi. Ui, bỏ đâu rồi. Ui. Ơi, em bỏ trong cái máy kia đâu. Kiều mở gà này, chậu này 150 nha cả nhà nha, hoa màu vàng mở gà rất là đẹp luôn. Hình số 42 nha. Chậu này 3 thân, 4 thân gì đó cả nhà. 3 thân. Thân mập thế mắt nụ đang sưng nữa cả nhà. Đó, chúng kiều mở gà nha, bán kiều mở gà 150 nha. Chậu to đẹp cả nha. Nói chung đây này, một chậu này cũng 150 luôn. Cũng một chậu kiều mở gà này. À, mở gà 500, mầm tơ lên, lá mít đẹp luôn cả nhà, thân mập thân to. Lá đẹp chưa? Cực kỳ khỏe đẹp như này. Chậu này cũng 150 luôn nha. Cả nhà kiều mở gà nhé. Tiếp theo là qua số 44 con chậu kiều Việt cả nhà này. Chậu này bán cho cả nhà giá 100.000 nè, mầm tơ đang lên này. Mầm tơ lên, nói chung lá nó không được đẹp cả nhà. Lá nó không được đẹp nhưng mà cây không khỏe này, kiều Việt nha cả nhà, chủng kiều Việt, có nhiều thân này cả nhà. Nhiều thân lắm này, mầm tơ đang lên này, mầm gốc đang lên rất là nhiều luôn. 100.000 nha, cái hình số 44 nha. Kiều Việt nha cả nhà nha, kiều Việt. Hoa nó rất là đẹp rồi. Để coi các mặt hoa. Đây là kiều Việt cả nhà. Hoa kiều Việt, hoa màu vàng rất là đẹp, hồng đỏ nha. Rất là đẹp luôn. Đó, còn đây kiều mỡ gà này, lúc kiều mỡ gà là chậu lên cái nhà nha. Cho các nhà mình xem hoa. Rồi, tiếp theo là qua hình số 45 làm lên chậu quế trắng tháng 8 này. Cây được đẹp bán giá 100.000 cả nhà. Ba cây quế trắng tháng 8 và hiện tại thì bắt đầu tháng 6 tháng 7 nó bắt đầu nó nhú nụ rồi cả nhà. Chuẩn bị qua tháng sau rồi. Tháng sau thì là xin nó nhú nụ đó cả nhà. Quê tháng 8 nữa bắt đầu mùa hoa thì tháng 7 tới tháng 9 cả nha. Chậu này nó không được đẹp, chậu 3 cây nhưng mà không được đẹp, bán 100.000. Cây này cũng khá to cả nha, quê trắng tháng 8, quế lan hương nha. Hoa thơm mùi quế cực kỳ thơm, một chậu thơm nhìn này 100.000 nha. Rồi tiếp theo hình số 46 có một chậu đại minh, hồng thảo đại minh. Dòng này nói hoa sai cực kỳ luôn. Dòng này nó như kiều cả nha. Những cái mắt hoa này về có thể làm hoa, lan sương mắt hoa này, lan sương mắt nụ sao cả nha. Nói chung là dòng này xiên ho, sai ho cực kỳ, ho có năm luôn cả nhà. Cái này con chậu này, chiều cao của chậu này hơn 20 cm và thân của nó cũng cao hơn 20 cm, chậu này to lắm cả nhà. Nhìn gì chứ to lắm á. Một chậu như thế này. Về cả nhà mình thay cái chậu đi cả nhà. Thay qua cái chậu gỗ đi, dòng này mình trồng như kiều nha cả nhà nha. Nó giống không khác gì kiều đâu. Đó, thân nó như thế này, mắt này, mắt ho này cả nhà. Mắt nụ đó, như thân này. Nhưng cái thân này nụ nó ra ho rồi, nhưng mà còn mắt thì nó ra ho tiếp tục nha. Còn mắt là những mắt là như mắt này, mắt nụ cả nha. Về có thể mua cây xanh chích kích nụ cả nha. Cái chậu này nhiêu đây, mua cái chậu này 280 nha cả nhà nha. 280 hình cho 46 này, 280.000 cho một chậu hoàng thảo đại minh. Hoa đây cả nha, hoa đây, dòng này thì em nói nữa, hoa nó sai cực kỳ cả nha này. Cái nhà thấy hoa này khiếp chưa, nó ra hoa một lần là nó ra hoa hết cây luôn. Ngầm hoa dài và bằng hoa to đẹp như cả nhà trong này. Hoa như thế này đó, hoa như thế này cả nhà này. Hoa cẳng cẳng nhầm hoa đây cả nhà này. Hoàng thảo đại minh nha, tên của nó là hoàng thảo đại minh. Chậu này 280.000 cả nhà, 280.000 cho cái chậu hình số 46 này. 47 lên chậu địa lan kiếm hồng cả nhà này, địa lan kiếm hồng chậu này 40.000 nha.
em trồng lên mầm gốc hết rồi cả nhà, lên hai mầm tơ này, 40.000 một chậu đi lan kiếm hồng, dòng này hoa cực kỳ đẹp rồi, hoa đẹp nhất trong các dòng kiếm rồi cả nhà, đi lan kiếm hồng, hoa to đẹp, 40.000 một chậu, hình số 47 này, 48 chậu này cũng 40.000 luôn cả nhà, 40.000 một chậu này, hai mầm này, 40.000 luôn, hình số 48 nha, mầm gốc mới lên cả nhà. Rồi tiếp theo là hình số 49. 49 là mình quang kiếm biên cả nhà, quang kiếm lá biên này, lá nó biên biên vàng hết như thế này. Một cái dê này, dòng này thì hoa đẹp cực kỳ và hoa thơm. Hoa quanh năm nha cả nhà nha. À, chiều cao đây tầm có 20 cm nha cả nhà. Em có thấy cây kiếm như thế này. 80.000 hình số 49 nha, xem hoa là cả nhà. Quang kiếm biên nha cả nhà nha. Dòng này thì chơi hoa rất là đẹp luôn cả nhà, hoa đặc biệt thơm luôn. À, đây là hoa nha cả nhà, hoa cận cảnh của nó. Này. À, hoa to đẹp thơm cực kỳ cả nhà, hồng hoa nó chỉ thiên nên cả nhà nha, mình đưa đây đó một chậu quang kiếm biên này cả nhà này. Đó, chỉ cần vài tiếp thôi, vài tiếp như thế này thôi nó lên ngầm hoa rất là đẹp như thế này, hoa chỉ thiên. Đó, cái tép này còn to hơn cái tép trong chậu luôn cả nhà, tép này nhiều thân này, nó mầm tơ lên 80.000 nha, hoa thơm to đẹp cả nhà, hình số 49 nha, hoa thơm đẹp lắm cả nha. Này xem này hoa cả nhà này. À, đẹp chưa? À, chúng cây chúng giống nha, cái dề 50 dề 100 cả nhà. À, cái dề là 100 này, dề này nhiều thân hơn này. À, chúng cây chúng giống nha, hoa quanh năm cả nhà, hoa thơm cực kỳ, hình số 50 100.000 cho một dề. Anh kia biên cô chú anh chị mà hôm bữa đặt rất là nhiều luôn á, hôm nay về còn em tắt hết rồi, còn được hai dề như thế này nè, cô chú anh chị mình nhanh tay nha. À, còn được hai dề như thế này đâu, dề là 100 nha, vô một cái chậu đẹp này, dê vô một chậu rất là đẹp luôn cả nhà. À, vô một chậu như thế này rất là đẹp luôn. À, đây này chỉ cần vài tép như thế này thôi, vài tép như thế này có một cái chậu kiếm đẹp rồi, để trên bàn làm việc sai hoa cực kỳ và cực kỳ dễ hoa nha cả nhà nha. À, 100.000. Rồi tiếp theo hình số 51, một kiếm đỏ nha cả nhà, một chậu kiếm đỏ như thế này, chúng kiếm đỏ nha. À, 120.000 một chậu, 120.000 một chậu kiếm đỏ về cả nhà, có thể tách giống ra nhân giống. Và hiện tại kiếm đỏ nó đang bắt đầu lúng nụ cả nhà. À, như bắt đầu dòng kiếm này dễ nụ, mùa này bắt đầu vào mùa nụ cả nhà. Xem hoa của dòng kiếm này cả nhà này, đây này đỏ rực rỡ luôn, em nói nó đỏ rực rỡ bao chúng mặt hoa cả nhà mình nha, bao chúng dòng kiếm này nha cả nhà nha. Đó, hoa đỏ đẹp cực kỳ, hoa cận cảnh này cả nhà. À, rất là đẹp luôn, hoa đỏ rực rỡ luôn nha cả nhà nha. Và bán bao chúng cả nhà mình yên tâm, về hiện tại thì nó đang một số đang bắt đầu lên nụ á, về cái nhà sổ hoa liền đi, không có sợ sai đâu, sai cây đâu. 120.000 một chậu, hình số 51, một chậu nó rất nhiều thân như thế này, về có thể tách đây cả nhà, có thể tách tầng chủng kiếm nha. À, chiều cao của kiếm này tầm có 40 cm được nha, hơn 40 cm được đó. Lá nhỏ, dòng này lá nhỏ, dòng là cứng không phải lá mềm nha cả nhà, lá cứng đó, lá nhỏ, cứ 120.000 một chậu đẹp không, cũ đẹp lắm cả nhà. Nói chung là về tách ra, về cả nhà mình tách ra, nó đang chuẩn bị lên nụ, đồng giá là 120.000 một chậu nha, kiếm đỏ nha cả nhà nha, chủng kiếm đỏ. Đó, rất là đẹp như thế này, cực kỳ là đẹp luôn, hoa màu đỏ huyết rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi tiếp theo hình số 52, có một phần thanh lan kiếm này, 50.000 nha, 50.000 trong thằng thanh lan kiếm, 1 2 3 4 dê này, 4 dê này vô một chậu to đẹp luôn cả nhà. Thanh lan kiếm dòng này thì hoa đẹp và thơm cực kỳ, dòng thanh lan kiếm thì hoa rất là thơm luôn cả nhà. Đó, thơm lắm, dòng này hoa thơm lắm, thanh lan kiếm nha, 50.000. rồi hình số 52. Rồi phim em lên được bao nhiêu hình đó, cô chú chị sẽ tầm được hình nào alo cho em nha, số điện thoại có để trên tiêu đề cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip của em ạ, em chào tất cả mọi người nha.